Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, đem của cải bằng số cát của sông Hằng ra mà bố thí, như thế cho đến vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp, phước đức do điều này mà đem lại cũng chẳng bằng phước đức của người nghe kinh điển này, tính thọ phổng hạnh. Vì lòng tin không nghịch, huống là người biên chép, thọ trì, độc tụng. Vì người mà giảng nói, thì phước đức của người ấy không thể nghĩ lược được. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, kinh này có công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói kinh này. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng, hoặc rộng vì người nói kinh này, mười phương Như Lai ắt biết người ấy, liền thời gia trì hộ niệm người ấy. Người ấy cũng nhân đó mà được thành tựu công đức không thể lường, không thể tính, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn. Những người như thế mới chân chánh được xem là gánh vác gia nghiệp của Như Lai, truyền thừa gia tài pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì cớ sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu người tu hành thịt pháp giải thoát cho chính mình, tức là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức thời đối với kinh không thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, và vì người mà giảng nói. Tu Bồ Đề, bất luận ở nơi nào, chỉ cần có đặt kinh này, thì tất cả thế gian trời người, A-tu-la, đều nên cúng dường. Cũng nên biết, chỗ đặt kinh này, tức là tháp, tất cả mọi loại đều nên cung kính, làm lễ dây quanh, dùng các thứ hương hoa mà rải cúng nơi ấy. Nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khác khinh chê, người này do tội nghiệp đời trước lẽ ra phải đọa trong đường ác, do đời này bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt, sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Này Tu Bồ Đề, ta nhớ thuộc quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ở trước Đức Phật Nhiên Đăng, ta được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật.
ta đều cúng dường thờ phụng, không sót một vị nào. Nếu là có người ở đời mạt pháp sau này hay thọ trì đọc tụng kinh này, được công đức độ giới công đức cúng dường chư Phật của ta, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ngàn muôn ức phần cho đến toán số thí dụ đều không thể bằng. Này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam người thiện nữ ở đời mạt pháp sau này có người thọ trì đọc tụng kinh này, được công đức, nếu ta nói cho dù hoặc có người nghe tâm tức cùng loạn, hồ nghi không tin. Này Tu Bồ Đề, nên biết kinh nghĩa này không thể nghĩ bằng, nên quả báo cũng không thể nghĩ bằng. Bạch Đức Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hạnh phúc cái tâm kia? Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, nên sanh tâm như thế này. Ta nên diệt độ tất cả chúng sanh, nhập vào cảnh giới niết bàn, bất sanh bất diệt. Diệt độ tất cả chúng sanh nhập niết bàn rồi mà thấy không một chúng sanh nào diệt độ. Vì cớ sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, ác không phải là Bồ Tát. Vì cớ sao vậy? Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai ở nơi Phật Diên Đăng có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng? Bạch Thế Tôn, không vậy đâu. Như chỗ hiểu của con, qua nghĩa Phật nói, Phật ở nơi Phật Diên Đăng không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đúng như thế, như thế. Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp để Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp khiến Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật Nhiên Đăng ác không thọ ký cho ta được thành Phật. Vì cớ sao vậy? Như Lai là chỉ cho chứng biết được bản tâm, luôn luôn là như an trụ trong cảnh giới vô di tịch tịnh, cứu cánh viên mãn. Nếu có người nói
Như Lai được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở trong ấy không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp hữu gì trên thế gian đều là sự hiển thị của Phật pháp. Mà cái gọi nhất thiết hữu di pháp này không phải chúng sanh có thể hiểu được. Này Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó tức chẳng phải tất cả pháp. Này Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó tức không phải tất cả pháp, nên gọi là tất cả pháp. Cũng giống như ta đã nói đến thí dụ thân người cao lớn lục trước.